Thầy chỉ dùng máy tính của thầy hay là tí mình dùng máy mình. Phước đây là trung tâm hành chính đúng không? Đồng Xoài, Đồng Xoài thành phố Đồng Xoài thuộc phủ Bình Phước. Những cái khu vực này cảm giác như là cũng mới mới. Ở trong đây nhà cửa cũng như này thôi, không cao tầng nào. Chất rộng. Em vừa nhắn Zalo cho anh ấy, anh cứ nhắn thông tin đấy cho em nhé, anh hiểu nhé. Dạ dạ. Anh hiểu à? Dạ, đúng rồi.